Đó. Quay phim chứ, phải quay chứ. Hôm nay là ngày 3 tháng 9. Mình đi ăn lễ trên núi. Được không anh? Ánh sáng đủ không? Hôm nay đi được cái đường mới của núi Bà Đen, đường cột điện. Hôm nay là đã được đi đường mới nha, đường cột đèn. Bác cùng chúng cháu hành quân, chỉ có thiếu anh Hoàng thôi. Ai? Vô. Hôm qua là em, anh biết không, em bị thiếu cho nên về em đâu ngủ được. Wow. Em vậy em uống rồi em thấy quắt cần câu. Trời ơi, nhức đầu, sáng giờ đi tìm thuốc có đâu. Wow, sáng giờ không gọi điện nó cầm theo trái. Trời ơi, bởi vậy. À, Linh vợ. Mọi người ơi, rồi em thấy chú Ốc này đẹp quá, chạy em bắt chú Ốc nha, rồi anh cho anh Tâm. Rồi, hay anh Tâm rồi. Rồi anh ơi. Rồi, đã quá. Ủa, từ nay chưa thấy chú hả? Rồi vậy. Không, lên đây, đây, trời ơi, xung quanh, mấy người mình là chú ngay trên đầu mình luôn á. Dạ, chú ngay đầu luôn anh. Ừ. Vô tay là lấy ngành hiểu. Đây cũng nhiều cái tre lắm nè. Đây, cái đèn đúng không? Số 17 rồi đó. Ok. Số 16. 17 hay 16? 16. 16. Trên 117. À. Dạ. À, cái này mình vô lại Phật. Đi tới cái cột mấy? Cột thứ 13, 18 hả? Mình sẽ có một cái am nhỏ. Có một cái am nhỏ. Gì? Mới mới còn đang đá được lúc. Anh Tâm đang hành lễ. Nhất Tô Phương là người dẫn đường. Dạ. Đúng không? Bên mỏng kia đẹp hơn mà bây giờ nó đang thi công á. Dạ. À, dạ. Dạ, cho nên không có đi qua bên đó. Đúng rồi. À. Cái đợt tụi em cũng đi đường bên đó đó. À, đi đường bên chùa. Đang thi công cái cáp lên. Dạ. Đang thi công đường cáp lên cho nên nó không cho đi. Ô lê lê. Ô lê lê. Ủa? Ủa chị đi trễ vậy chị? Hồi nãy em bắt được ốc hả chị? Lỗi. Wow. Cây một trong đó trẻ. Cây này là cây bọc trong cái đá trẻ. Ồ, mọc trong cái đá trẻ nè.
cái đường này nhìn thấy cây trái được nhiều quá mọi người. Tới đây anh Tâm anh gặp cái đá nằm rồi. Con nằm tặng đá thì được con đã nha. Nằm sướng luôn. Dạ, anh Tâm anh nói cái đá gọi là đá nằm đó. Mai mốt đem ghi cái tên lên. Rồi, ghê ha, ngôi sao Việt Nam luôn, đứng trên đỉnh luôn. Quá trời, lên tới đỉnh luôn rồi. Đâu, chuối kìa, ôi. Ôi, trời ơi, chuối. Có xài nữa chị. Dạ. Tháng 5 hết mùa rồi. Tháng 5 lên là có xài. Đã. Trái đầy đủ luôn. Đây, đẹp quá. Đẹp quá. Ok. Kìa, anh coi kìa. Bảy. Mọi người đứng đây đi, mọi người đứng đây đi. Xây qua nè. Có căng căng luôn rồi ta. Ồ, anh Hiếu ơi. Quay qua em nè anh. Quay qua em nè, đó. Ôi trời. Ôi. Quay luôn không? Trời đất ơi. Quay lên lên. Đi trên đường sẽ có thấy cái dấu chỉ này nè, giống như mình đi Ma Thiên Lãnh á. Đấy, có những cái dấu chỉ. Rồi, xuất hiện. Đó. Cẩn thận nha mọi người, chỗ này có cái sòi rất là to nhưng mà đi cái đường này vô nè, đây, từ đây lên. Mình phải đi nhìn thấy cái dấu, không là mình đi thẳng vô đây là sẽ bị lạc. Đây có cái dấu chỉ nè. Trời ơi, có nguyên một cây sòi kìa mọi người thấy. Quá trời cây sòi. Ôi trời sòi. Rồi. Cái sòi này 1000 kg luôn á. Sòi này 1000 kg á. Rồi qua thấy trên đường đi có một cục rớt thì kiếm luôn. Mình đeo. Đeo luôn đi. Không sợ đi anh. Mình tới đây mình hành quân xong rồi mình nghỉ ngơi một chút. Rồi anh có suy nghĩ vô ngành lát nữa anh em mình là hái xài rồi về ha. Hái xài trên nay nhậu hả? Đó, đó, đó. Trên tinh thần là mình hái xài để trên nay mình nhậu. Quá đã luôn thật. Nãy giờ cái nhóm của mình đi lên đây mình ngồi chờ khoảng nửa tiếng đầu mới cái nhóm thứ hai mới tới nha mọi người. YouTuber này nó giống quá. Nửa tiếng là nhanh á, nói nửa tiếng là chậm rồi. Ê hơn. Trời ơi trời. Phải không? Chị không ngớ. Mời cả nhà ăn khoai. Ôi trời mời cái khoai. Mời dạng người xuống. Khoai luộc. Khoai ăn sang. Đám khoai. Đời mà ăn khoai, ăn, chuối ăn khoai mà giữa rừng núi bao la như vậy trời ơi nó mát. Còn gì bằng hả không? Tên là ông đưa trên chứ mà ông cầm dưới ông đưa chắc chạy. Đâu có đứa mang chuối theo đâu. Ừ, chị có mang trứng theo rồi. Thất bại anh Hoàng quá ha Nếu anh. Thất bại quá. Không ở nhà không được hả? Ở nhà rồi. Vậy đây. Là chưa xuất phát nữa. Chưa xuất phát nữa trời ơi. Quay quay đi cả nhà ơi, tôi dám té nè. Vừa đi vừa ăn khoai. Đường này dễ đi. Đường này dễ. Cái cột thứ 26. Hơi rút gì không? Dạ, ừ. Lên đây, lên. Cái này rất là ok nè. Đó. Bỏ đất vô đây. Lau cái đi ngâm xuống. Dạ, bỏ đất vô đây, rất là ok. Hành động nhỏ góp phần vì môi trường xanh. Ô, nó giữa đường. Đã quá.
Cà chiên nghe mùi khói. Mùi nó sướng. Ồ, đi vô một cái. Một cái giống như là một cái hang. Mát đã quá. Rất là mát nha. Một cái hang đó. Đã như sao. Có 32. Ồ, cái tiếng chim rồi đó. Hả? Cái tiếng chim á. Nó chanh hả? Bé chanh đi, chơi chơi nào về uống rượu. Có không? Đi vẻ hết hả? Lên cái cây gì lắm. Cây này chú cái gì? Lên cục đá nè. Lên cục đá nằm. Cục đá nằm hả? Chờ chị Lê xíu. Chị Lê bảo đang mua vé rồi à, đi cáp á mấy anh. Ai vô. Nó bội thật rồi không? Nó không được. Chú thân trọng chú, phía sau là giật sâu nghe chú. Sao mày ăn nữa đâu? Trời ơi, ông này nói thấy ăn hoài á. Đi. Đi. Chị đâu, chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị sáng lên màu đỏ rồi, sao bây giờ đổi hết rồi? Không xanh hết rồi. Nóng quá. Màu lá hết rồi. Chịu nổi. Là bữa nay trời có mát rồi là. Hầm á. Một con mũi. Ông thầy cũng dạy kinh tế, ông dạy lợi thế dùng miệng. Anh lấy bà lò lấy. Thằng tép. Thằng tép. Thằng tép cả nhà ơi. Không theo quy luật đó. Lý do là Tây Ninh có biển không. Ủa, anh có vậy? Tôm nhưng mà tức là quy luật dùng miền, tức là ở nào có lợi thế gì thì làm đó nha, ở biển thì nên sản xuất muối nha vậy đó. Nhưng mà dùng biển người ta lại mua ca rồi xong về tiêu chảy bây giờ. Thấy ngủ thì quên đi gái dậy trễ. Anh giáp cái này ngon này ngọt. Là sao? Ông dữ vậy hả? Chị ơi, chị mua vé lên nhiêu chị? Mua vé lên nhiêu vậy? Trời, vé lên núi này miễn phí. Cho anh chưa, để biết ta cười. Em tưởng nó là trời chị mua vé ấy rồi đó. Nói để cho cười hoài luôn. Không được rung tay nha. Đang lên phim kìa. Ủa vậy cày vậy? Tắng gì dữ? Vẫn còn anh ơi. Đụng qua vẫn còn nhìn rõ. Cũng may anh mặc đó nha. Dạ. Nữ mà nó mặc cái áo này lên là không biết nhìn vô không biết thấy cái gì. Chà chà chà. Nói nhìn không hiểu á. Anh ơi, nó không thấy cái gì. Chà. Nói nhìn không hiểu anh nhìn hoài. Nó mặc mà chứ nó không mặc đâu. Bởi. Mặc nhưng mà tại lắng nghe sao thấy. Máy hình chị đâu? Chị lấy em cho coi. Đang quay hả? Dạ. Thấy cái đoàn nó rất đẹp. Chủ ca ơi, sao cái áo chạy này á, nó để cái dù là cái nữa. Gì? Em nhìn giống như là cái sườn trâu quá. Cái dù đâu? Đó, màu đỏ đỏ đó, hay miếng dưa hấu. Cái mặt trời mà chị. Ủa mặt trời hả? Ngon tình city. Thấy chưa? Bật như vậy nè. Bên hông cái vách núi. Đã quá. Ngày xưa là ở trên này có cái chốt của bên công an. Ủa? Chi vậy? Cái trạm của ta phát sóng lại truyền hình. Trọng cái nó lên được nè. Yeah. Rồi mọi người ơi, ảnh đặt lên một cái ngọn núi rất là cao mọi người ơi. Núi cao quá, trời ơi, núi cao quá Thanh ơi.
trời ơi leo núi cao quá rồi. Trời ơi núi cao quá anh ơi, cẩn thận nha, núi cao lắm anh ơi. Rồi núi cao quá anh ơi, đúng á, ơi mọi người có ai lên đây cứu không? Ơi núi cao quá. Quá dữ. Quá dữ. Con ốc nè mọi người. Đây là con ốc núi. Ôi ốc núi. Nhóm nó đi. Đi mà mang dép. Có một cái suối đã quá, suối nhỏ thôi. Không có mọi người à. Cầm không? Đó, anh Vũ. Con Vũ mới nghĩ rồi. 50 mấy cái mùi sinh rồi. Con này nó rẻ, tên gì? Ủa, vậy là em có cháo gì với bà Tăng Vlog không em? Chú để chai lại đưa con cầm ra, tại con mang hết hai chai rồi. Rồi trong nào có suối trong nào. Có không? Đó bước vô. Ồ. Dạ. Dạ. Đây đây em thấy rồi nè. Đó. Nè. Con này nhỏ. Đi tới đây chút xíu là có một cái am như bùi nhang mọi người. Đây cho em góp miếng nước à, nước khác gì cho nó đi. Còn nước không? Còn nước không? Còn đó còn hai chai đó. Còn cái con bé gì còn hai chai trong cái đứa tô đó. Còn gì á, còn tặng á. Thu tiếng chim. Đó. Hút được hả? Ô, đường này giờ giống Ma Thiên Lãnh này nè. Con đoạn này giống nè. Đúng rồi, đi bên đây toàn đi, không có leo. Không leo, không búng, không nhúng, không nhảy. Cơ cứng là mới leo. Hả chị mới, ơi? Mới trèo được. Đi bên đây là chỉ có đi thôi chứ. Không có búng, không nhúng, không nhảy à? Đó là cờ trường khớp nè. Đó là gì chị? Nhai được hả? Tại nãy chị bị kiến đen cắn á. À. Chút nữa nhai. Mình đi tới. Tới cái đoạn này nó rất là giống Mai Thiên Lãnh mọi người. Đây. Cao. Cao miệt mài. Miệt miệt luôn. Oh. Miệt mài luôn.
Rồi mọi người coi nè. Ô trời nó giận công. Trời ơi kìa. Tiếp bàn lại. Ô coi kìa. Ôi trời ơi. Quay 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 đây, hẳn em quay đi qua đó. Đúng rồi. Rồi quá rồi. Trời ơi nó bắt khó luôn. Trời đất ơi coi kìa. Trời ơi mọi người. Trời mọi người coi cái cảnh này nó giận công nè. Trời ơi quá rồi. Đất đạo quá. Trời ơi đất đạo quá rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay mình lên núi mình gặp được cái ông thầy đất đạo. Trời ông tu đất đạo à. Trời ơi quá trời rồi. Đang đây em đang quay. Rồi bốc khói lên. Nhiều cảnh rồi chứ. Nè vô nè. Ôi nhiệt trong người nó nhiều quá. Wow. Nè trời tôi nè, tôi nhìn thấy nè, đó thấy chưa? Thấy thiệt nha. Thấy thiệt nha.